Ngọc Hân kính chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của em Ngọc Hân Nhà Bình Chánh. Ngày hôm nay em sẽ mang đến cho mọi người một căn nhà với tổng diện tích là gần 85m², nằm trên trục đường ba làng cách chợ Bình Chánh mình là 2 cây số thôi ha. Đường mặt tiền phía trước là đường nhựa ô tô vào được nha, đường nhựa 4m ô tô vào thoải mái nha mọi người. Thì đây chính là mặt diện của căn nhà ngày hôm nay của chúng ta. Căn nhà ngày hôm nay em mang đến cho mọi người á là đã có sẵn nội thất cho mình rồi ha. Mọi người hãy cùng theo dõi mặt diện của căn nhà ngày hôm nay của chúng ta nhé. Căn nhà ngày hôm nay của chúng ta phía trước thì mình sẽ bao gồm được bảo vệ. Căn nhà của chúng ta sẽ được bảo vệ bởi hai lớp cửa nha mọi người, một lớp cửa sắt ở bên ngoài và một lớp cửa kính ở bên trong. Phần sân trước này của chúng ta có thể đậu được thoải mái từ 5 cho tới 6 chiếc xe máy có thể vẫn được nha mọi người. Thì mình tiến vào sâu bên trong căn nhà. Bên trong căn nhà mình sẽ có thêm một cái lớp cửa kính như thế này, cửa kính cường lực nhìn nó rất là sang luôn nha mọi người. Thiết kế của căn nhà ngày hôm nay của chúng ta được lấy màu chủ đạo là màu trắng và màu vàng, nhìn rất là sáng sủa và sạch sẽ, cũng như là một cái thiết kế nó rất là hiện đại. Thì phía ngay phòng khách của mình chủ đã có sẵn cho mình một cái bộ sofa như thế này. Phía sau bộ sofa này thì mình có được một cái kệ tivi. Khi mà mình về thì mình để tivi trên đây nè, nhìn cái phòng khách của mình sẽ cực kỳ sang trọng luôn nha. Ở phía trên này thì mình đã có được đi sẵn hệ thống đèn led, đèn điện và toàn bộ đèn trong nhà mình sẽ là đèn âm tường cho nên là nhìn nó rất là hiện đại. Tiến vào khu vực sâu bên trong thì mình sẽ có một cái gian phòng bếp. Thì bếp của chúng ta được thiết kế là hình chữ L và ở đây mình đã có sẵn rất là nhiều những cái kệ tủ nè, kệ bếp, một rửa chén và bên đây đã có sẵn bếp ga và một cái lò nướng cho mình ha. Tiến vào sâu bên trong nữa thì mình sẽ có một cái không gian phòng ngủ ở dưới tầng trệt dành cho những gia đình nào mà mình đang có cha mẹ nào hoặc là những cô chú nào mình lớn tuổi mình không có thể tiện di chuyển lên trên lầu thì đây sẽ là một cái căn phòng ngủ dành cho những cô chú ở đây ha. Trong căn phòng ngủ này của chúng ta thì đã được thiết kế sẵn đèn led nè, đèn điện và rất là sáng ha. Nếu mà mình không muốn làm cái phòng này là phòng ngủ thì mình cũng có thể tiện tận dụng nó để làm một cái kho cho nhà mình cũng được nha mọi người. Tiến vào sâu bên trong nữa thì mình sẽ có một cái khoảng không gian phía sau. Ở đây thì nhà của chúng ta được thiết kế với một cái giếng trời làm cho nhà mình sẽ có cảm giác là thông thoáng hơn và không có bị tù túng ha. Sau đó thì bên cạnh bên đây mình sẽ có một cái toilet, hoàn tất cả những cái công năng trong nhà vệ sinh của mình đã được thiết kế sẵn rồi cho nên là mình sẽ không cần phải lo lắng về vấn đề các công năng trong nhà vệ sinh của mình nữa ha. Và bây giờ em mời mọi người cùng tiến lên tầng 1 với em để xem là không gian trên tầng 1 như thế nào nhé, đảm bảo không làm cho mọi người thất vọng đâu. Thì đây chính là không gian trên tầng 1 của chúng ta. Ở phía bên này thì chúng ta sẽ có một khoảng không gian trống mọi người có thể tận dụng để làm phòng thờ nè, hoặc là tận dụng cho những cái kệ sách rất là đẹp cho trong nhà của mình luôn ha mọi người. Tiến vào sâu bên trong này sẽ là khu vực phòng ngủ đầu tiên. Thì trong phòng này của chúng ta đã được đi sẵn hệ thống đèn nè và đã có sẵn cho mình một cái máy lạnh ở đây luôn ha. Thì toàn bộ nội thất trong căn nhà này sẽ được chủ tặng lại cho mọi người nếu như mọi người sở hữu căn nhà này nhé. Thì tiến vào sâu bên trong căn phòng này nữa thì mình sẽ có một cái toilet ở trong đây. Thì vẫn như vậy thôi, toilet của mình đã được thiết kế đầy đủ như các công năng để mình sử dụng rồi ha. Thì không gian phòng ngủ đầu tiên của chúng ta đã khiến cho mọi người hài lòng chưa ạ? Thì hãy cùng theo chân em tiến vào không gian phòng ngủ thứ hai, chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng thêm một lần nào nữa đâu. Tiếp tục vào không gian phòng ngủ thứ hai của chúng ta, thì trong căn phòng ngủ thứ hai này của mình sẽ có một cái ban công. Thì phía ngoài ban công này rất là mát cho những anh chị nào mà mình muốn thưởng thức những buổi trà chiều nè, hoặc là chiều chiều mình ra đây mình ngồi mình ngắm trời ngắm mây, hoặc là đối với những cô chú nào có tâm hồn thi sĩ hoặc là tâm hồn điệu điệu như em đó thì buổi chiều mình có thể sang đây mình đọc sách, thật sự rất là tuyệt vời luôn nha quý cô chú anh chị. Tiến vào sâu bên trong thì vẫn như căn phòng ngủ đầu tiên, mình đã được đầy đủ nội thất rồi. Và trong căn nhà này thì mọi người có thể để ý là có rất là nhiều những cái cửa sổ xung quanh như thế này, làm cho nhà mình sẽ không có bị ngợp không khí ha. Thì đi vào sâu bên trong nữa thì mình sẽ có tiếp tục một cái toilet trong phòng. Thì toàn bộ những cái công năng trong toilet của mình bao gồm, thì toàn bộ những cái công năng trong toilet của mình đã được
lắp đặt sẵn rồi, cho nên là mình sẽ không phải lo lắng về các vấn đề như thế nữa ha. Thì vừa rồi mọi người đã cùng theo chân em để tham quan căn nhà ngày hôm nay. Và nếu như những cô chú anh chị nào mình đã đang quan tâm căn nhà này và mình có thắc mắc về mức giá, thì đây căn nhà này chỉ có giá là 2 tỷ 650 triệu thôi ạ. Rất là hợp lý, rất là vừa phải cho một căn nhà một trệt, một lầu, 3 phòng ngủ và 3 toilet như thế này ha. Thì căn nhà này em xin bổ sung lại một chút xíu phần đầu, thì căn nhà này của mình nằm ở hướng Nam, cho nên là mình sẽ không phải lo lắng về các vấn đề như là buổi sáng nó quá hắt nắng hay là buổi chiều nó quá nóng ha. Thì cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các sản phẩm trên kênh của em. Và em là Ngọc Hân đến từ kênh YouTube Nhà Bình Chánh. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video kỳ sau.